Nghĩa Tâm thì nó chiều lên lúc 5 giờ nó có, nhưng nếu mà đợt đá nó chỉ diễn ra trong vòng mấy phút thôi, nhưng mà đá nó to tầm theo người dân phản ánh là nó tầm bằng cái chuyên những cái chén, mà nó lượng thì không dày nhưng mà lại to, nên là nó ảnh hưởng vỡ các cái tấm bờ rô của các hộ gia đình. Mình đến bây giờ các thôn báo về là có 6 thôn bị ảnh hưởng, với ước khoảng 145 hộ bị ảnh hưởng do mưa đá. 145 hộ của 6 thôn, nặng nhất là của thôn Phào, số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Lần này thì có thể nói là lần đầu tiên mà đá to như vậy thôi, bị ảnh hưởng gần. Trước kia nó chỉ đá nhỏ thôi, không có đá to. Ha ha ha.